tự nhảy từ tầng 3 của trường xuống đất, nam sinh cá biệt lớp 6 bị gãy tay và chân. Vào tối ngày 11 tháng 4, thầy Hoàng Minh Đức, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, xác nhận vụ việc vừa có một học sinh lớp 6 tự nhảy từ tầng 3 của trường xuống đất và bị thương. Vụ việc xảy ra vào chiều 11 tháng 4, em HTK, sinh năm 2012, tại xã Iader, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, học sinh lớp 6-1 trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, cấp học tiết cuối là môn khoa học tự nhiên, bắt đầu từ 16 giờ 15 phút. Qua trích xuất camera của nhà trường, khoảng 17 giờ cùng ngày, K vào trường một mình, lên tầng 3 rồi tự nhảy xuống bên dưới. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân đã đưa em K đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Kết quả thăm khám xác định K bị gãy tay và gãy chân bên trái. Theo hiệu trưởng nhà trường, K là một học sinh cá biệt của trường, thường xuyên cấp học, vi phạm nội quy, thiếu tập trung trong giờ học, hút thuốc lá điện tử. Nhà trường từng làm việc với gia đình và K về những vi phạm trên. Từ tháng 2 năm 2024 đến nay, K đã có ý định nghỉ học. Theo một số học sinh cùng lớp, cách đây một tháng, K từng nói về ý định bản thân sẽ đi nhảy cầu hoặc vào trường nhảy lầu. Hiện học sinh này đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi, tỉnh Gia Lai trong tình trạng chấn thương tay và chân, tinh thần tỉnh táo. Ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân đã báo cáo nhanh tình hình cho đảng ủy, ủy ban nhân dân phường Yên Thế cùng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Pleiku, đồng thời phối hợp cùng công an phường tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!